vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Thọ ra mắt ứng dụng phần mềm thuyết minh tự động tại Bảo tàng Hùng Vương. Hiệu quả kinh tế cây bí đỏ tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Tinh hoa ẩm thực ba miền hội tụ tại Hà Giang. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Điện Biên đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tăng cường hoạt động gặp mặt, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là trong bước thực hiện dự án đầu tư, giải quyết các thủ tục hành chính. Trong quý 1 năm 2023, tỉnh Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án về lĩnh vực thủy điện, khai thác khoáng sản và nông lâm nghiệp, với tổng mức đầu tư đăng ký gần 870 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh có 250 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký trên 44.000 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh sẽ thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ vừa ra mắt ứng dụng thuyết minh tự động phục vụ trưng bày giới thiệu tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì. Người dân và du khách đến tham quan Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì chỉ cần tải ứng dụng 63S Travel khám phá Việt Nam và quét mã QR là có thể tìm hiểu về nội dung lịch sử, văn hóa của các tổ hợp trưng bày và những hiện vật tiêu biểu tại đây. Ứng dụng đang khai thác với 4 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn, thuận lợi cho khách quốc tế khám phá điểm đến. Dịp này, Bảo tàng Hùng Vương đã ra mắt mô hình giờ học lịch sử giúp các em học sinh tìm hiểu về lịch sử văn hóa của vùng đất tổ qua những hiện vật tại bảo tàng. Những năm vừa qua, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây mới nhiều công trình thủy lợi, giúp người dân thâm canh tăng vụ, nâng cao chất lượng cây trồng của địa phương. Đến nay, toàn huyện đã đầu tư xây dựng được trên 100 công trình thủy lợi với tổng chiều dài gần 250 km. Đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho gần 5.000 hectare đất sản xuất, giúp người dân mở rộng diện tích canh tác, thâm canh tăng vụ và tăng sản lượng lương thực. Huyện cũng chỉ đạo các xã thị trấn thường xuyên thực hiện tốt việc quản lý, duy tu bảo dưỡng, khai thác tối đa hiệu suất sử dụng của các công trình, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tỉnh Sơn La đã và đang triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án lâm nghiệp liên quan tới trồng rừng nhằm cải thiện môi trường sinh thái, tạo ra các sản phẩm lâm nghiệp, trong đó phải kể đến dự án ứng dụng khoa học và công nghệ để nhân giống trồng rừng thâm canh thông Caribe, cung cấp gỗ lớn tại tỉnh Sơn La. Năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt dự án ứng dụng khoa học và công nghệ để nhân giống trồng rừng thâm canh thông Caribe, cung cấp gỗ lớn tại tỉnh Sơn La, thuộc chương trình Nông thôn miền núi với tổng kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học trung ương và nguồn vốn khác. Dự án được triển khai trên địa bàn hai huyện Mai Sơn và Yên Châu, đến nay đã thực hiện chuyển giao các quy trình kỹ thuật công nghệ nhân giống bằng hạt, tập huấn cán bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình vườn ươm và mô hình trồng rừng thâm canh thông Caribe với quy mô diện tích 100 ha. Thưa quý vị và các bạn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả, tăng hệ số sử dụng đất và tăng thu nhập cho người dân đang là hướng đi hiệu quả của Hợp tác xã Rau quả An toàn Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, liên kết sản xuất cây bí đỏ đang là hướng đi mới, thu hút được nhiều bà con nông dân tham gia. Tuy mới là vụ đầu tiên triển khai trồng cây màu này, nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Ngân, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã trồng tới trên một mẫu. Theo chị Ngân, cây bí đỏ dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chi phí thấp, giá cả ổn định, cho thu hoạch nhanh, năng suất cao và được hợp tác xã ký kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Trồng bí đỏ này tôi thấy rất là hiệu quả và mỗi sào sẽ cho tôi thu nhập được khoảng 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 6 một sào ạ. Những năm qua, Hợp tác xã Rau quả An toàn Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang luôn có sự năng động sáng tạo trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thị trường, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên đơn vị diện tích đất canh tác. Tuy là vụ đầu tiên đưa cây trồng này vào sản xuất, nhưng đã cho thu nhập cao hơn so với một số loại cây trồng ngắn ngày khác tại địa phương.
cũng được đi học tập trồng cây bí này ở các tỉnh bạn. Thì chi hội nông dân cũng phối hợp cùng hợp tác xã đưa cây bí này về trồng cho bà con. Thì hiện tại bây giờ ấy, tôi thấy là nó rất hiệu quả. Vụ tới này sẽ phối hợp với hợp tác xã để tuyên truyền mở rộng diện tích. Và cũng là cái năm đầu tiên hợp tác xã đưa cái cây bí đỏ vào để trồng cho bà con, trồng liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân. Trong những vụ tiếp theo thì chúng tôi sẽ vận động để tuyên truyền cho bà con nhân dân mở rộng diện tích, đưa cây bí trở thành cái sản phẩm chủ lực của địa phương. Cùng với cây bí đỏ, hợp tác xã rau quả An Toàn Đức Ninh, huyện Hàm Yên cũng đã liên kết phát triển mạnh cây dưa lê, dưa chuột lên tới vài chục hectare, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, hướng đến phát triển nền nông nghiệp hàng hóa bền vững theo chuỗi liên kết, đặc biệt là phát huy có hiệu quả vai trò của kinh tế tập thể tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, lễ hội văn hóa ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam năm 2023 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 4 tại khu vực quảng trường 26 tháng 3 và công viên cây xanh thành phố Hà Giang đã góp phần tôn vinh và quảng bá nét đẹp văn hóa du lịch ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch ẩm thực hàng đầu khu vực. Lễ hội ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam năm 2023 có quy mô 70 gian hàng với sự tham gia của 14 tỉnh, thành phố, từ Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh đến Sơn La, Điện Biên. Đặc biệt là sự góp mặt của Hiệp hội ẩm thực Nhật Bản và tỉnh Vân Nam Trung Quốc mang đến những món ăn đồ uống nổi tiếng của các địa phương. Mỗi gian hàng có cách bố trí sắp đặt khác nhau nhưng đều có điểm chung là trang trí đẹp mắt, mang tính nghệ thuật và thể hiện đặc trưng văn hóa mỗi vùng miền. Muốn giới thiệu đến bà con nhân dân của tỉnh Hà Giang và cũng mong muốn rằng qua ẩm thực và các sản phẩm vùng miền có thể quảng bá và giới thiệu đến những nét văn hóa ẩm thực riêng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh. Tại lễ hội, khách tham dự sẽ được thưởng thức các loại ẩm thực điển hình của ba miền như khu vực miền Bắc có món bún chả Hà Nội, thịt nướng, kem, thịt bò, thịt lợn khô của đồng bào vùng cao Tây Bắc, Đông Bắc. Ẩm thực miền Trung có món mì, đồ ăn vặt, các loại hải sản. Ẩm thực miền Nam có món bún nước lèo, bánh xèo, gỏi đu đủ, món ngon Sài Gòn chợ lớn. Tôi đã đi được tất cả các gian hàng một vòng ở đây quanh khu ẩm thực này thì tôi thấy là ẩm thực ở đây rất là đa dạng, phong phú, nhiều loại và chúng tôi mua được rất nhiều các món ăn cho gia đình mình. Hôm nay được thưởng thức món bún ngô của đồng bào dân tộc Hà Giang rất là ngon và nhiều món đặc sản của các vùng miền như là món ba khía, món rượu bầu đá của Bình Định rất là ngon và mang lại âm hưởng rất là tuyệt vời. Lễ hội ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam năm 2023 là sự kiện nhằm tôn vinh và quảng bá nét đẹp văn hóa du lịch ẩm thực Việt, đồng thời đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh thành trong cả nước, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế và du lịch với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch ẩm thực hàng đầu khu vực. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 23 ngày 24 tháng 4 năm 2023. Tỉnh Lào Cai, ngày nhiều mây không mưa, một số nơi trong tỉnh đêm có mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tỉnh Lai Châu, không mưa, ngày nắng nóng, đêm về sáng nhiều mây, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tỉnh Điện Biên, sáng có mây vài nơi, trưa chiều chuyển nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Tỉnh Sơn La có mây vài nơi, ngày có mưa rào và dông, đề phòng sét đánh trong cơn dông, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tỉnh Yên Bái, sáng trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tỉnh Hà Giang, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tỉnh Tuyên Quang, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Tỉnh Phú Thọ, sáng trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.